Xin chào mọi người. Đấy là dạo quanh khu vườn này. Đây là khu vườn tí hon ở nơi nhà này. Và mình sẽ giới thiệu cho mọi người đây là cái cây. Đây. Đây. Đây là cây rau má, cây rau diệp cá. Đó. Đây là một vườn rau diệp cá nhỏ xíu. Với các loại diệp cá thì đang xanh mơn mởn. Đây. Đây là những diệp lá diệp cá nhỏ. Diệp cá này mình có thể là dùng để đắp mặt này, nó rất nhanh trắng da nhé, đẹp da này, diệp này, kháng khuẩn này. Diệp cá có nhiều con vườn thường dùng để ăn sống này, ăn mì tôm này. Ai ăn mì tôm mà hại nó vào ăn được. Ở đây đó. Cũng được nhiều. Tuy là một mảnh đất nhỏ xíu như này nhưng mà không trồng được nhiều diệp cá lắm. Đây là diệp cá hiện nay thì nó lá non, nó có màu xanh nhạt nhạt, nó màu xanh non này, màu xanh đây chuỗi non này. Đó. Khi lá nó ra thì màu xanh đậm hơn, thấy chưa? Đó, màu nó rất đậm, đậm hơn rất nhiều. Và diệp cá thì nó có một mùi thơm nhẹ, công dụng của nó là dùng để làm bèn. Ai mà bị mụn bọc quá thì hay nằm lại diệp cá giả đắp vô lên. Muốn nó xếp lên hoặc là muốn làm trắng da thì có thể là da nó xong rồi đắp làm mặt nạ đắp. Xin mình sẽ hái một ít lá giúp cá vào, mình sẽ đắp mặt nạ, mình sẽ da nhỏ nó ra và mình sẽ đắp mặt nạ. Đây là lá giúp cá mình sẽ hái đó. Đây. Hãy lá này vào và đắp mặt nạ là được. Đó. Đây là vườn diệp cá của nhà bà. Ở trường này chắc được rồi. Đó, mình sẽ hái trường này.